Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an tỉnh Lào Cai cho biết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261 700 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến 4 người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C089XX của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch Lào Cai do tài xế Nghiêm VB, 33 tuổi, trú tại tổ 6 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai điều khiển hướng Lào Cai, Hà Nội, đã xảy ra va chạm với hai xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến NVH, 13 tuổi, trú tại tổ 11, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, TAM, 17 tuổi, trú tại tổ 2 thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. DTA 18 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát và PKN 15 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát đi trên hai xe máy tử vong tại chỗ. Camera hành trình ghi lại vụ việc cho thấy bốn thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường cao tốc với tốc độ cao. Liên quan đến vấn đề trách nhiệm của những người tham gia giao thông trong vụ tai nạn trên, theo ý kiến của tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới, nghiêm cấm xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc. Việc xe máy đi vào đường cao tốc theo cách đi ngược chiều thì không khác nào hành động tự sát. Vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc nội bài Lào Cai được coi là vụ việc nghiêm trọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt làm rõ yếu tố lỗi của những người điều khiển xe máy và ô tô nếu có. Trước tiên, đối với hai người chạy xe máy ngược chiều trên đường cao tốc, theo luật sư Đặng Văn Cường, đây là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi này mà chưa gây ra vụ tai nạn nào thì cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 6, Nghị định 100 năm 2019 NDCP. Cụ thể tại điểm B khoản 6, điều 6 quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc đi vào đường cao tốc, mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc đau lòng vừa xảy ra, cả 4 người trên xe máy đều đã tử vong nên sẽ không đặt ra vấn đề trách nhiệm hình sự đối với hai người điều khiển xe máy này. Trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dẫn đến tai nạn giao thông chết người mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự. Đối với người điều khiển xe ô tô, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ về khả năng quan sát, làm chủ tốc độ của tài xế. Trong clip ghi lại vụ việc, xe máy đi ngược chiều từ khúc cua nên ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển ô tô. Chính vì vậy, khó có thể bắt lỗi quan sát đối với tài xế ô tô trong tình huống này. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ tốc độ của ô tô để xác định xe này có đi quá tốc độ cho phép 100 km/h hay không. Qua clip cho thấy có tới 3 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây tai nạn giao thông bất kỳ lúc nào đối với các phương tiện trên đường cao tốc. Bởi vậy nếu tai nạn xảy ra thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển xe máy trên đường cao tốc là điều khó tránh nếu người điều khiển phương tiện còn sống và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người điều khiển xe máy gây tai nạn còn sống nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý của người đã giao phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh